Điện tử Thái Thắng kính chào các bác. Để phục vụ các bác săn ong mùa này, Điện tử Thái Thắng đặc biệt giới thiệu 3 sản phẩm ống nhòm giá rẻ săn ong hiệu quả. Trên tay em bây giờ đó là con ớt Basic, mặt hàng này giá rẻ nhất đang khuyến mãi 50% chỉ hơn một củ. Em này có một thiết kế cực kỳ nhỏ gọn, tinh tế, rất basic, dễ dùng, dễ sử dụng. Các bác xem có phải quá tuyệt vời không ạ? Gieo test cho các bác xem đây. Đấy, với một chiếc ống nhòm như thế này chúng ta có thể săn ong rất là dễ dàng đúng không ạ? Nhìn rất rõ, sắc nét từng chi tiết, quá tuyệt vời. Còn đây là con ớt Empire. Đặc biệt sản phẩm này đang được nhà điện tử Thái Thắng giảm giá cực sốc lên tới 50%, chỉ còn hơn 3 củ. Cái hai chiếc ống nhòm này đến từ nhà con ớt này đều có độ phóng đại lớn, giúp bạn quan sát ong từ xa, đường kính vật kính lớn, thu thập nhiều ánh sáng, khả năng chống nước trong bụi bẩn cực tốt. Thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi, các bác xem này có thể dễ dàng mang bên mình khi đi săn. Về chiếc Lesagi đến từ nhà Busnell này thì chiếc ống nhòm này có một thiết kế cổ điển không kém phần sang trọng, rất hầm hố, độ phóng đại rất lớn, nhân 10 lần. Ống kính lớn đến 50mm cho khả năng thu ánh sáng góc nhìn rộng cực tốt, khó chống nước, IPX4, quá tuyệt vời cho các bác mang ra hoạt động ngoài trời. Phụ kiện tặng kèm thêm bao da và túi đựng, cam kết hạn bảo hành chính hãng 1 năm, cam kết giấy tờ rõ ràng cho các bác nhé. Em này đang sale cũng chỉ có hơn 3 củ thôi. Các bác hãy nhanh tay tranh thủ những khuyến mại này để sử dụng ngay những chiếc ống nhòm siêu chất lượng đến từ nhà điện tử Thái Thắng. Các bác có thể liên hệ ngay với số điện thoại trên màn hình được tư vấn và đặt hàng. Hãy like và follow kênh Điện tử Thái Thắng để đừng bỏ lỡ những khuyến mại siêu sốc và các sản phẩm mới đến nhất đến từ công ty. Xin cảm ơn các bác. Điện tử Thái Thắng, mua đi đừng lo lắng.